Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị điểm lại những thông tin thời tiết trong ngày và tình hình thời tiết trong 3 ngày sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, những đợt không khí lạnh khô liên tiếp được bổ sung xuống miền Bắc, nên mặc dù ban ngày trời có nắng, nhưng về đêm và sáng trời vẫn khá rét, mức nhiệt chỉ ở ngưỡng từ 9 cho đến 12 độ, còn các tỉnh vùng núi nhiều nơi chỉ khoảng từ 2 cho đến 4 độ. Trong ngày mai thì khối khí lạnh sẽ suy yếu dần, đồng nghĩa với việc nền nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng nhẹ lên thêm từ 1 cho đến 2 độ và phổ biến quanh ngưỡng từ 18 cho đến 21 độ. Ban ngày thì trời vẫn có nắng, nhưng cường độ nắng sẽ không nhiều và tắt nắng sớm. Đến ngày 24, ngày 25 tháng 12, khối khí lạnh lại được bổ sung tiếp xuống nước ta, nhưng lần này cường độ không mạnh nên thời tiết sẽ không có nhiều biến đổi. Trời chỉ chuyển nhiều mây hơn nhưng vẫn khá khô ráo, có chăng chỉ một vài tỉnh vùng núi có xuất hiện mưa nhỏ với lượng không đáng kể, nên nhiệt độ về đêm và sáng sẽ tăng thêm khoảng từ 2 cho đến 3 độ, phổ biến trong ngưỡng từ 13 cho đến 16 độ. Nhưng mức nhiệt độ trưa chiều chỉ dao động trong ngưỡng từ 17 cho đến 20 độ và thời tiết có phần ấm áp hơn. Không khí lạnh mang đến tiết trời khô ráo cho miền Bắc thì khi xuống đến miền Trung, đới gió Đông Bắc kết hợp với điều kiện địa hình tiếp tục gây mưa cho khu vực, đặc biệt tại các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Phú Yên và Khánh Hòa thì mưa vẫn liên tiếp diễn ra. Trong ngày mai thì vùng mưa sẽ có xu hướng tạm thu hẹp dần về diện và lượng, chủ yếu xảy ra ở các tỉnh Trung Trung Bộ. Nhưng đến ngày 24 và ngày 25 tháng 12, đới gió Đông Bắc trên biển lại được tăng cường trở lại và nguyên nhân tăng mưa trở lại cho các tỉnh Trung Bộ không chỉ mở rộng về diện mưa mà ở các tỉnh như là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi hay là Bình Định còn có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Do mưa liên tiếp kéo dài nhiều ngày nên nhiệt độ khu vực này vẫn duy trì ở ngưỡng khá thấp, chỉ phổ biến trong khoảng từ 19 cho đến 22 độ ở các tỉnh phía Bắc và từ 23 cho đến 25 độ ở các tỉnh phía Nam. Riêng 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận thì vẫn đạt ngưỡng từ 27 cho đến 30 độ. Đối với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, hiện đang trong thời kỳ mùa khô nên trời ít mưa và ban ngày có nắng, khô ráo với mức nhiệt phổ biến từ 23 cho đến 29 độ đối với khu vực Tây Nguyên và từ 27 cho đến 31 độ đối với các tỉnh Nam Bộ. Tuy nhiên, trong những ngày tới, do trên các tầng cao còn tồn tại trường gió đông, nên những cơn mưa rào nhẹ vẫn xuất hiện ở khu vực này, nhưng với diện không nhiều, chỉ tập trung ở các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu. Mưa với lượng nhỏ nên sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến những hoạt động sản xuất lưu thông cũng như sinh hoạt thường nhật của người dân. Cuối cùng là những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị, trong 2 ngày tới, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc sẽ tạm thời suy giảm về cường độ, nhưng vẫn phổ biến ở mức cấp 6. Thời tiết vẫn chưa thực sự thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi đánh bắt thủy hải sản. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, mặc dù gió yếu hơn, phổ biến ở mức cấp 5, có lúc cấp 6. Tuy nhiên, thì khu vực này tiếp tục có mưa rông rải rác, làm cho tầm nhìn xa giảm thấp xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa, do đó sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có một giấc ngủ ngon. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!